Chào mừng quý nhà đầu tư đã đến với kênh bất động sản của Wenhousing. Tôi là Linh Nga, giám đốc dự án Icon 40 của Wenhousing, đại lý phân phối F1 của dự án, một siêu phẩm đến từ chủ đầu tư Beam Group cùng đơn vị thi công Unicorns. Trong thời điểm dự án đang khan hiếm, với slogan của Icon 40 là kiến tạo sống sang, tâm tọa độ vàng đang thực sự gây sốt tại thị trường bất động sản Quảng Ninh và các khu vực lân cận. Và bây giờ xin mời quý nhà đầu tư hãy cùng theo chân Linh Nga để tìm hiểu về dự án và cùng nhận thông tin về dự án nhé. Dự án Icon 40 nằm trên trục đường Hoàng Quốc Việt, khu Đa Giác 4, khu đô thị Hạ Long Marina. Tại vị trí của dự án, quý vị có thể kết nối dễ dàng, di chuyển thuận tiện, chỉ mất từ 5 đến 10 phút có thể di chuyển đến khu vui chơi giải trí Sun World, khu bãi tắm bãi cháy, khu nhà hàng, spa, gym, siêu thị mini, trung tâm thương mại Lotte Mart, khu chăm sóc sức khỏe, đảo Tần Châu, du thuyền ngắm vịnh, trường quốc tế liên cấp Singapore. Dự án Icon 40 có tổng diện tích đất xây dựng 7.958 m², tòa tháp sẽ được xây dựng với 40 tầng nổi, 2 tầng hầm để vận hành quản lý và BOH. Tầng 1 sảnh, shop, business corner. Tầng 2, 3, 4 bãi đỗ xe thông minh. Tầng 5 tiện ích gồm khu ẩm thực, khu vực vui chơi trẻ em, ban công có mái che, bể bơi, phòng thay đồ, lau ba, karaoke. Tầng 20 cũng có gym, bể bơi ngoài trời, phòng thay đồ, vườn trên không. Tầng 6 đến tầng 19, tầng 21 đến tầng 36 là căn hộ. Tầng 37 đến 40 là duplex và penthouse. Tầng 40, không gian công cộng đa chức năng. Về phần sản phẩm dự án có khoảng 800 căn hộ gồm có 534 căn studio, 95 căn một ngủ, 128 căn hai ngủ, 29 căn ba ngủ và 8 căn duplex. Vừa rồi, quý nhà đầu tư đã được tham quan một vòng để cập nhật tiến độ của dự án Icon 40. Hy vọng những chia sẻ của Linh Nga sẽ mang lại những thông tin hữu ích cho quý nhà đầu tư. Nếu quý anh chị quan tâm và muốn tìm hiểu thêm thông tin về dự án, hãy liên hệ trực tiếp với Linh Nga hoặc đội ngũ chuyên viên kinh doanh dày dặn kinh nghiệm của sàn giao dịch bất động sản Wenhousing, đại lý phân phối chính thức của dự án Icon 40. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất đến cho quý anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại!